Dạ vâng thưa anh chị, đây chính là cây thảo quả, là một loại dược liệu quý của núi rừng Tây Bắc. Nhờ có đặc tính vừa thơm ngon, vừa ngọt, lại vừa cay, nên thảo quả được mệnh danh là nữ hoàng của các loại gia vị. Ngoài ra thì đây còn là một vị thuốc quý điều trị các cái bệnh về rối loạn tiêu hóa, điều trị sốt rét, điều trị căn bệnh hôi miệng rất là hiệu quả. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều các cái bài thuốc hay. Vậy thì các cái bài thuốc như thế nào, cách dùng ra sao và cái hình ảnh thực tế của cây thảo quả ngoài tự nhiên ra sao thì hôm nay tôi mời anh chị cùng theo chân tôi đi tìm hiểu về loại thảo dược quý này nhé. Dạ vâng, đây tôi đang đứng ở cái địa điểm mà có rất là nhiều cây thảo quả mọc ở bìa rừng này. Và kia anh chị có thể thấy là cái cây thảo quả này có lá nó rất là giống với lại cái cây giềng mà chúng ta vẫn trồng hàng ngày để làm gia vị. Đấy. Và cái cây thảo quả này được một số nơi còn gọi là cây đò ho, tò ho hay là mạc hâu. Đấy, chúng ta đi lui ra đây một chút và tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái cây thảo quả này, sẽ giúp anh chị nhận biết được cây thảo quả ngoài thiên nhiên cũng như là biết cách dùng cây thảo quả này, vừa là một gia vị thơm ngon, vừa là một loại thảo dược quý, là một cây thuốc hay. Và cái cây thảo quả này là một loại cây sống lâu năm, cao chừng 2,5 đến 3 mét. Đấy. Đấy, đây có cái khóm thảo quả này. Thân rễ của nó thì nó mọc ngang, có đường kính chừng 2,5 đến 4 cm. Đấy, đây chính là cái thân của cây thảo quả thưa anh chị. Lá nó rất là giống với lại cái lá giềng ấy. Chúng ta đi lại gần nhé. Giờ chỗ này thì tôi đặt được cái máy quay cho nó vững chãi hơn để quay chi tiết cho anh chị. Đấy. Cái lá thảo quả này thưa với anh chị thì nó có lá nó mọc so le. Lá thì có cuống, lá lại không có cuống. Đây, còn kia là cái bẹ lá của nó này. Cái bẹ lá của nó thì có khía mọc dọc. Phiến lá thì chúng ta có thể thấy là nó dài từ 60 đến 70 cm và có thể rộng đến 20 cm. Mặt trên anh chị để ý này. Mặt trên thì nó có phiến lá màu xanh thẫm. Đấy, màu xanh thẫm nhá. Đúng không ạ? Màu xanh thẫm này. Mặt dưới thì chút nữa tôi lật cái mặt dưới lên cho anh chị quan sát. Đây, cái mặt lá, mặt dưới của lá thì nó hơi mờ một chút. Mép lá thì có nguyên, không có răng cưa nha anh chị nhé. Và một cái đặc điểm rất là đặc biệt, đó cái cây thảo quả này có hoa, hay còn gọi là bông, mọc từ gốc. Và cái hoa của nó dài chừng từ 13 đến 20 cm. Và thưa anh chị thì tôi giới thiệu qua một số các cái công dụng về cây thảo quả này giúp anh chị nắm rõ được cái cây thảo quả này để chúng ta dùng làm gia vị, dùng làm thuốc một cách nó tốt hơn. Công dụng của thảo quả này thì theo y học cổ truyền, thảo quả có tác dụng làm trục hàn, giáo thấp, trừ đờm, giúp ấm bụng, tiêu tích, giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn. Thông thường thì người dân thường dùng với cái liều lượng là từ 3 gram đến 6 gram một ngày,
uống độc vị, hoặc là chúng ta có thể phối hợp với rất là nhiều loại, nhiều vị thuốc khác để sắc uống. Chút nữa thì tôi xin chia sẻ một số các cái bài thuốc cụ thể hơn. Đấy, anh chị có thể để ý cái quả của nó này. Quả của nó thì màu hơi như kiểu là màu mận chín vậy. Khi chín thì nó ngả sang cái màu xám nâu nhạt. Thông thường thì người ta sơ chế bằng cách lựa những cái quả chưa chín, hái về phơi khô hoặc là sấy nhẹ để cho khô. Thường thì người ta sấy từ 3 đến 4 ngày. Về cái bộ phận dùng làm thuốc thì thông thường cái cây thảo quả này chúng ta dùng làm thuốc bằng quả của nó. Quả thì anh chị để ý này, mỗi quả là chia làm 3 ô, mỗi ô có độ tầm 7 đến 8 hạt rất là thơm. Tôi xin chia sẻ một số các cái bài thuốc sẽ giúp anh chị dùng cái cây thảo quả này một cách hiệu quả. Thì thưa anh chị, đây là những cái bài thuốc mà tôi tổng hợp được từ nguồn sách y học cổ truyền, nên anh chị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đầu tiên thì cái cây thảo quả này chúng ta có thể dùng để điều trị bệnh sốt rét. Đối với bài thuốc này thì anh chị dùng thảo quả ở dạng nhân 4 gram, phục phụ tử 10 gram, sinh khương 3 lát, đại táo 3 quả thì chúng ta sắc uống một. Bài thuốc tiếp theo là một bài thuốc rất là hay, đó là dùng cái cây thảo quả này để điều trị chữa trị bệnh hôi miệng rất là hiệu quả. Đối với bài thuốc trị hôi miệng thì rất là đơn giản thôi. Anh chị chỉ cần lấy quả thảo quả giã dập ngậm nuốt dần dần. Thì đây là cái bài thuốc nguồn từ Dược liệu Việt Nam. Tôi xin chia sẻ lại cho anh chị để chúng ta dùng nhé. Tiếp theo là chúng ta có thể dùng cái cây thảo quả này trị sốt rét, trị tiêu chảy. Đối với bài thuốc này thì chúng ta dùng thảo quả 10 gram, sau đó lấy kha tử 10 gram, gừng sống 7 lát và táo đen 7 quả. Dùng với 300ml nước, sắc cạn còn 200ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Trị đau bụng này, đầy hơi do hàn thấp tích trệ thì chúng ta dùng thảo quả lướng 6 gram, hậu phác, hoắc hương đều mỗi vị 10 gram, thanh bì, bán hạ, thần khúc đều mỗi vị 6 gram, cao lương khương 6 gram, đinh hương, cam thảo đều 4 gram, sinh khương, đại táo mỗi vị 10 gram, chúng ta sắc nước uống. Đây là những cái bài thuốc mà cần rất là nhiều vị thuốc. Tuy nhiên thì chúng ta có thể dùng độc vị thảo quả với liều lượng từ 3 đến 6 gram là chúng ta cũng có thể điều trị bệnh rất tốt rồi. Nếu có thêm các cái vị thuốc khác thì càng tốt, mà không có thì cũng không sao. Bài thuốc tiếp theo thì chúng ta có thể dùng cái cây thảo quả này để điều trị căn bệnh rối loạn tiêu hóa do ăn uống không tiêu, tích thực gây vùng thượng vị đầy đau. Thì chúng ta dùng quả thảo quả lướng 6 gram này, thương chuột, hậu phác, trần bì, sinh khương đều mỗi vị 10 gram, cam thảo 4 gram, đại táo 3 gram, chúng ta sắc nước uống. Tuy là một vị thảo dược quý, là một cây thuốc tốt, là một vị gia vị có thể nói là lữ hoàng của các loại gia vị, tuy nhiên thì khi dùng thì tôi cũng lưu ý đến anh chị một số các cái thận trọng đối với các cái bệnh nhân như là mắc chứng âm huyết hư, vì cái tính ôn của cây thuốc này dễ làm tổn thương âm huyết. Để nói về các cái công dụng của thảo quả, nó có khá nhiều và cũng có rất là nhiều bài thuốc. Tuy nhiên thì trong video này tôi chỉ giới hạn qua đối với anh chị một số các cái bài thuốc dùng cây thảo quả một cách đơn giản. Như vậy là thưa anh chị, thông qua video tôi đã giới thiệu đến anh chị một số các cái bài thuốc cũng như là công dụng của cây thảo quả đối với sức khỏe con người. Nếu như mà anh chị có quan tâm về các cái loại thảo dược quý có nguồn gốc từ thiên nhiên thì có thể liên hệ với công ty thảo dược số 1 chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282
hoặc số tổng đài 1900 9898 01. Thì thưa với anh chị, đơn vị chúng tôi có cung cấp tất cả các loại thảo dược quý có nguồn gốc từ vùng núi Tây Bắc, được phơi khô, đóng gói tự nhiên, và chúng tôi có nhận chuyển hàng trên toàn quốc. Nhận được hàng, anh chị có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và sau đây thì tôi xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.